Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Cô lập Triệu Lệ Dĩnh không muốn đứng bên cạnh Lưu Diệc Phi, ai ngờ Dương Mịch bị Huỳnh Hữu Minh tạt ngay gáo nước lạnh. Các ngôi sao chào hỏi nhau là thế nhưng thực tế họ không hẳn là thân thiết, vì vậy họ sẽ có xu hướng ngồi cạnh và nói chuyện với những người mình quen biết hơn. Nếu để ý một chút sẽ thấy Dương Mịch nhìn Tần Hải Lộ đang đứng bên cạnh với ánh mắt khinh thường. Khi thấy máy quay lướt qua, cô ngay lập tức né tránh như thể không muốn xuất hiện chung khung hình với Tần Hải Lộ. Tại sự kiện Tinh Quang Đại Thượng, Triệu Lệ Dĩnh nhiệt tình chào hỏi Dương Mịch nhưng nhận lại chỉ là một cái liếc mắt. Dương Mịch quay người nói chuyện với những người xung quanh, hoàn toàn không có ý nói chuyện với Triệu Lệ Dĩnh. Dù người khác cố gắng kết nối hai cô gái này lại với nhau, thì Dương Mịch vẫn làm mặt lạnh. Triệu Lệ Dĩnh chỉ biết ngồi một mình một bên, đến lúc nhận dạy trên sân khấu, có 5 người cùng lên sân khấu với Dương Mịch. Nhưng sau khi người dẫn chương trình đọc xong danh sách những người đặt dạy, Dương Mịch lập tức kéo đi Lệ Nhiệt Ba đi trước, hoàn toàn phớt lờ Triệu Lệ Dĩnh phía sau. Trước đó, khi cùng Huỳnh Hiệu Minh tham gia một sự kiện, Dương Mịch liên tục trêu chọc anh trên sân khấu, ra vẻ cực kỳ thân thiết. Nhưng sau đó Huỳnh Hiệu Minh quay đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt không thể lạnh lùng hơn. Đây không phải là lần đầu tiên Dương Mịch bị Huỳnh Hiệu Minh nhìn như vậy, nên ngay lập tức cô không còn dạ vờ nữa. Sự xa cách này có thể là từ lấn Dương Mịch xé áo của Huỳnh Hiệu Minh ngay trên sân khấu, khiến anh giữa khóc giữa cười. Tại sự kiện đêm hội Weibo 2023, lúc nhìn thấy Lưu Diệc Phi đang ngồi ở một hàng ghế, Dương Mịch lập tức tránh ngồi bên cạnh. Cô nhường vị trí đó cho Angela Baby và Lưu Thi Thi, nhưng cả hai nữ diễn viên này cũng ngượng ngùng không dám ngồi cạnh thần tiên tị tị. May mắn thay Hồ Ca đã lấp chiếc ghế chồng đó, cũng tránh cho Lưu Diệc Phi một màn ngượng ngùng. Sau khi chứng kiến cảnh này, cư dân mạng liên tục đặt câu hỏi, chẳng lẽ Lưu Diệc Phi cũng bị Dương Mịch cô lập như Triệu Lệ Dĩnh? Rõ ràng đây là một bức ảnh thế kỷ khi góp mặt rất nhiều diễn viên nổi tiếng, mà ba trong số đó còn cùng nhau đóng Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, nhưng một mình Lưu Diệc Phi là không nhìn vào máy ảnh. Hơn nữa chỉ có Dương Mịch, Lưu Thi Thi và Angela Baby là nói chuyện rôm rã xung quanh, còn Lưu Diệc Phi thì dường như không muốn tham gia vào chủ đề của họ. Chính vì thế, sau đêm hội còn có tin đồn, Lưu Diệc Phi không hợp với các tiểu hoa đàn 8 năm khác. Trong làng giải trí cũng khó tránh được những tình huống như thế này. Các ngôi sao chào hỏi nhau là thế nhưng thực tế họ không hẳn là thân thiết. Vì vậy họ sẽ có xu hướng ngồi cạnh và nói chuyện với những người mình quen biết hơn. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.